giọng nè, né nè, giọng đây chặt đó. Bà nói cái gì vậy? Chúng cái bông hả? Lên lên em, mạnh lên. Kéo cưa lừa xẻ. Dạ, không phải, em được cái là hai tay cùng một lúc rồi. Không mà, em phải làm gì đó. Em đánh nó luôn. Nè. Rồi, chống cự chút. Rồi. Người từng nói sẽ mãi mãi ở bên nhau. Thế mà đây giữa trời mây, hạt mưa hoa vàng như giọt nước mắt. Em phải ra hỏi Isaac cảm giác khi nằm trước mũi xe.